Thách thức danh hài tập 16 gala, Trấn Thành dọa cắt lương tài xế riêng vì bị hãm hại. Anh Trần Ngọc Minh Chiến, tài xế riêng của Trấn Thành tiếp tục thể hiện tài năng trong vòng gala Thách thức danh hài. Tối 15 tháng 2, Thách thức danh hài tập 16, cũng là tập thứ 2 của vòng gala, đã lên sóng với 3 thí sinh xuất sắc của mùa 3. Trong đó, tài xế riêng của danh hài Trấn Thành là anh Trần Ngọc Minh Chiến, tiếp tục dự thi, thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Minh Chiến xuất hiện cùng với biệt đội anh em, gồm có bạn thân của anh và 3 người bạn phụ diễn. Asin bày tỏ anh không có liên quan gì đến biệt đội này vì muốn công tâm khi ngồi ở vị trí giám khảo. Đặc biệt, riêng trường hợp này anh phải rất công bằng để tránh trường hợp khán giả nhận xét là thiên vị cho tài xế riêng. Trong vòng 1, Minh Chiến xin vào một công ty bảo vệ và được yêu cầu phải hạ gục được 3 người thì mới được nhận. Vì yêu cầu này, anh chàng đã cho một trong số 3 người đó bầm đòn. Tuy nhiên, thật bất ngờ, người anh đánh trúng lại chính là sếp của công ty. Điều này khiến Trấn Thành bất ngờ và cười. Tuy nhiên, anh mong muốn thí sinh cần tự tin hơn để bộc lộ hết được vai diễn của mình. Kế đó, thí sinh mời Trấn Thành lên phụ diễn với mình. Asin được dắt đi lòng vòng khắp sân khấu để chào khán giả. Nhưng phía sau lưng lại bị dán dòng chữ bớt nói lại mà Trấn Thành không hề hay biết. Điệu bộ ngơ ngác của Trấn Thành đã khiến Trường Giang bật cười. Trấn Thành hăm dọa sẽ xem xét lại lương tháng này của Minh Chiến vì tội dám hãm hại anh. Đến vòng 3, Minh Chiến cùng bạn phụ diễn miêu tả cảnh hoàng thượng và bị tru sát. Dù được hộ tống, Trấn Thành đùa vui rằng diễn hài thôi mà bất chấp thân thể, đây chính là lý do khiến anh cười không ngừng nghỉ. Bước vào vòng 4, thí sinh cùng với người bạn phụ diễn của mình nhập vai người đi đường và phát hiện một người đàn ông Trung Đông nằm giữa đường. Khi được hỏi, bất ngờ người nằm giữa đường trả lời mới vừa bị xe cán và còn ám chỉ đó là chiếc xe đỏ và xe trắng của Trường Giang Trấn Thành. Câu trả lời tỉnh rượu của anh khiến hai danh hài hoảng hốt và Trấn Thành đã bật cười. Giành được cơ hội bước vào vòng tiếp theo, tuy nhiên Minh Chiến cho biết anh đã hết kịch bản để dự thi. Anh chia sẻ ý định lúc đầu chỉ diễn 2-3 tiết mục để vui, nhưng cuối cùng thí sinh vẫn quyết định thi tiếp. Ở vòng 5, anh và người bạn phụ diễn tương tác với nhau qua tình huống chụp hình thẻ dạo. Những tưởng khi chụp xong sẽ nhận được tấm hình lấy liền thật to, nhưng người chụp hình bất ngờ lấy ra tấm hình 3-4 nhỏ xíu, được chụp bằng điện thoại di động khiến thí sinh chân hững và dọa đánh. Lọt đến vòng 5, tuy nhiên tình huống của Minh Chiến không thể lấy được tiếng cười của hai giám khảo. Trấn Thành nhận xét đây là tình huống có tư duy, nhưng vẫn chưa thể lấy được tiếng cười của khán giả. Thí sinh Phùng Vinh Quang vừa xuất hiện đã được Trấn Thành khen ngợi thí sinh rất đẹp trai, sáng sủa. Ở vòng 1, Vinh Quang vào vai thí sinh chương trình Tài năng miệt vườn. Anh chàng bước ra trình diễn động tác hình thể trên nền nhạc MD trên cỏ non với những động tác quơ tay múi chân đầy hài hước khiến Trấn Thành bật cười. Ở vòng 2, anh vào vai anh xe ôm với tình huống chỉ đường mà cụ thể là chỉ hướng đi bệnh viện Từ Dũ. Tình huống cứ như vậy lặp lại khiến Trấn Thành một lần nữa bật cười. Ở vòng 3, Vinh Quang khiến khán giả ngạc nhiên khi một mình, nhưng lại nhập hai vai diễn là người đàn bà bán bún bò và người mua bún bò. Đoạn hội thoại một mình anh diễn xoay quanh nội dung của việc tranh luận bún bò Huế, nhưng lại được bán ở Sài Gòn. Tuy nhiên, đến hết giờ vẫn không có giám khảo nào cười. Trường Giang góp ý, nếu có hai người diễn thì sẽ cười hơn. Trấn Thành hết lời khen thí sinh có khả năng nói rất tốt. Trấn Thành khuyên Vinh Quang nên đến trường đào tạo diễn viên hài của nghệ sĩ Thu Trang để học hỏi nhiều hơn. Cũng trong tập này, khán giả có dịp gặp gỡ lại cô bé Thanh Hà, 6 tuổi, có tài nói nhanh như gió. Cô bé vào vai người chị trò chuyện cùng với đứa em đang khóc, một mình nhưng thí sinh nhập đến hai vai diễn, với lối diễn xuất dài dặn và giọng nói miền Nam. Với điệu bộ đáng yêu đó đã khiến cả hai danh hài bật cười, thí sinh cho biết bị nhiễm từ phim Doraemon. Ở vòng 2, cô bé lại tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất, hai vai diễn của mình, và cũng chính nét đáng yêu đó khiến hai danh hài bật cười. Đến vòng 3, cô bé diễn tiếp tình huống éo le khi xin tiền người khách qua đường nhưng lại nhận được yêu cầu đó là phải gọi con chó là ba để được nhận 100.000. Không ngần ngại, cô bé đã thể hiện yêu cầu oái âm đó và còn rất thâm thúy khi đã xéo người chủ của con chó là mẹ, khiến giám khảo bật cười. Ở vòng 4, Thanh Hà vào vai người gọi xe taxi 47 chỗ khiến Trấn Thành bật cười nghiêng ngả. Tới vòng cuối, cô bé lại tiếp tục diễn câu chuyện gọi taxi và chỉ đường cho tài xế đến địa chỉ đón mình. Vì quá hồi hộp nên cô bé đã nhiều lần ngưng lại rồi mới tiếp tục diễn. Tình huống đã không thể lấy được nụ cười của hai danh hài. Khép lại Thách thức danh hài tập 16, vẫn không có thí sinh nào nhận được giải 150 triệu.
Tập Gala 3, tập cuối của chương trình trong mùa 3 sẽ lên sóng vào lúc 21:30 tối thứ Tư ngày 22 tháng 2, 2017 trên kênh HTV7. Sau Hoàng Kiều, đây mới là người mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Ngọc Trinh. Lùm xùm tình ái với vị đại gia 72 tuổi Hoàng Kiều thời gian vừa qua đã khiến Ngọc Trinh rơi vào cú sốc nặng nề. Nhưng với cá tính mạnh mẽ, Ngọc Trinh sớm lấy lại tinh thần vui vẻ lạc quan vài ngày sau đó. Người ta nhắc đến Ngọc Trinh với tư cách là một nàng mẫu nội y nóng bỏng, khuôn mặt dễ thương và nước da trắng mịn. Suốt thời gian vừa qua, cô nàng vướng vào chuyện tình cảm với cái kết không có hậu với tỷ phú Hoàng Kiều. Ngọc Trinh chia sẻ cô đã không ăn uống gì trong 2 ngày. Trước Hoàng Kiều, Ngọc Trinh đã có mối tình kéo dài 8 năm nhưng không thành. Điều đó để lại một vết thương lòng lớn với một cô gái trẻ bước đi trên con đường đời. Cũng nhờ có quá khứ đó mà Ngọc Trinh dễ dàng vượt qua cú sốc tình cảm lần này. Và sau chia tay, Trinh lại mạnh mẽ lạc quan và có những chuyến đi du lịch với những người bạn của mình. Trà Ngọc Hằng, người bạn thân lâu năm, đã mang đến nụ cười cho Ngọc Trinh trong dịp Valentine vừa qua tại Côn Đảo. Không còn suy nghĩ về chuyện tình cảm, người đẹp tiếp tục vào công việc kinh doanh thời trang của mình. Cô cũng chia sẻ thời gian này, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Ngọc Trinh đứng dậy sau vấp ngã, tự hưởng thụ lễ tình nhân bên cạnh bạn bè của mình. Trà Ngọc Hằng, cô gái xinh đẹp, là một người bạn tốt của Ngọc Trinh, đồng thời cũng là người luôn lắng nghe và chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với cô nàng. Dường như tận hưởng thời gian bên cạnh bạn bè và người thân là cách Ngọc Trinh vượt qua những cú sốc song công việc và tình yêu. Lộ ảnh siêu độc của Hoài Linh sau hậu trường, những khoảnh khắc siêu hài hước của danh hài Hoài Linh sau hậu trường khiến người hâm mộ thích thú. Nổi tiếng với sự giản dị bình dân, Hoài Linh xuất hiện trong hậu trường ghi hình tài tử tranh tài với trang phục vô cùng đơn giản gồm quần tây, áo thun, mũ lưỡi trai và dép sọ ngón. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tranh thủ thời gian nghiên cứu chương trình với hai giám khảo còn lại là Thanh Hằng và Phi Nhung. Dù chưa make up, ăn mặc giản dị nhưng anh bốn vẫn vô tư tự sướng cùng đồng nghiệp. Hoài Linh trò chuyện cùng nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng. Những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ của hai nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả Việt yêu mến vô tình lọt vào ống kính. Tư thế ngồi quen thuộc của nam danh hài khiến khán giả không khỏi bật cười. Tranh thủ thời gian rảnh, Hoài Linh hỗ trợ ca sĩ Phi Nhung làm tóc bằng việc chọt kẹp tăm. Sau khi tự cạo râu, Hoài Linh hài hước chia sẻ, Linh ơi là Linh, chỉ cần cạo râu xong là trẻ gì đâu. Danh hài đòi làm tóc sao cho giống ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh. Bảo Duy, chồng cũ Phi Thanh Vân đã có tình mới. Đúng ngày Valentine, Bảo Duy chia sẻ hình ảnh trên tòa án để làm thủ tục ly hôn với Phi Thanh Vân. Sau đó anh bất ngờ bị đặt nghi vấn có người mới. Từng có khoảng thời gian rất mặn nồng tình cảm bên nhau, song sau 3 năm chung sống, cuộc hôn nhân giữa nữ diễn viên Phi Thanh Vân và chồng trẻ Bảo Duy đã bất ngờ tan vỡ. Sau nhiều lùm xùm, đúng ngày lễ Valentine 14 tháng 2 vừa qua, Bảo Duy đã chia sẻ hình ảnh lên tòa án quận 2 thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đơn phương ly hôn với Phi Thanh Vân. Bảo Duy cũng đã rời khỏi nhà đến ở tạm khách sạn. Bảo Duy cũng chia sẻ chuyện thuê nhà và chuẩn bị kinh doanh riêng. Tuy nhiên, mới đây trên mạng đã rò rỉ hình ảnh Bảo Duy hẹn hò với một cô gái lạ, dùng bữa tối cùng nhau đúng ngày Valentine 14 tháng 2. Điều này khiến nhiều người nghi vấn phải chăng anh đã có người mới. Điều bất ngờ là trên trang cá nhân của cô gái này cũng chia sẻ hình ảnh đi ăn tối cùng Bảo Duy với dòng trạng thái tâm sự cùng người lạ, hôm qua ngày gì mà Phượng cũng được tặng hoa đây, anh em ta cùng hướng về phía trước, không vì một người đã đánh mất mình. Được biết, cô gái này tên là Nhật Phượng, sinh năm 1987 và đang là một người mẫu tự do. Bảo Duy cũng đã xác nhận thông tin là quen biết Nhật Phượng gần đây và cô cũng có hoàn cảnh tương tự giống như anh. Trước khi tôi và Phượng gặp nhau, chúng tôi cũng có thời gian trò chuyện. Tôi được biết Phượng cũng vừa trải qua hoàn cảnh giống như tôi. Chúng tôi tâm sự rất nhiều về cuộc sống. Chính vì vậy, ngày Valentine, khi cô đơn thì tôi cũng ngỏ lời mời Phượng đi ăn tối, chia sẻ cả chuyện riêng tư lẫn công việc. Bảo Duy nói, về chuyện bữa tối của hai người có nến và hoa rất lãng mạn, thì chồng cũ Phi Thanh Vân nói rằng, tôi cũng chuẩn bị thêm hoa để tạo cảm tình trước người con gái mình sắp gặp mặt, chứ không như mọi người nghĩ. Song khi nói về nghi án này, Bảo Duy đã thẳng thắn phủ nhận và cho biết, trong lúc còn bên cạnh Phi Thanh Vân, anh không hề có người phụ nữ khác. Mặc dù trước đó anh từng bị Phi Thanh Vân lên tiếng tố chuyện ngoại tình, chơi bời khi còn sống chung với cô. Vợ
chồng sao Việt nào cũng phải hốt hoảng khi nhìn những món quà Thủy Tiên, Công Vinh tặng nhau. Độ chịu chơi của đôi vợ chồng này ai nhìn vào cũng choáng. Vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đều là những cỗ máy kiếm tiền cực siêu trong showbiz Việt. Cặp đôi sở hữu tài sản khổng lồ, thế nên không chỉ có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ, mà khi nhìn vào những món quà họ tặng nhau cũng đủ làm fan chết khiếp. Kỷ niệm 9 năm yêu nhau, Công Vinh đã tặng Thủy Tiên một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Jobot nổi tiếng, có gắn vàng nạm kim cương 18 carat. Giá niêm yết của chiếc đồng hồ này là 15.390 đô, xấp xỉ 350 triệu đồng. Cách đó không lâu, vào dịp cuối năm, cựu cầu thủ xứ Nghệ cũng vừa tặng vợ yêu sợi dây chuyền được làm từ chất liệu vàng 18 carat và có giá hơn 42 triệu đồng. Trong dịp kỷ niệm Valentine thứ 6 của mình, Thủy Tiên đăng tải trên Facebook hình ảnh món quà là túi xách Louis Vuitton màu đen do Công Vinh tặng. Được biết, chiếc túi này có giá 5.600 đô, khoảng 120 triệu đồng nếu mua tại Mỹ. Một chiếc túi khác Thủy Tiên được Công Vinh tặng, đó chính là túi Hermes size 35 màu cam, có giá khoảng 300 triệu đồng. Hồi tháng 4 2016, Thủy Tiên lại khiến nhiều chị em phải ganh tị khi được Công Vinh đặt hàng chiếc Audi A8 có giá gần 5 tỷ đồng để làm quà cho mình. Hồi chưa kết hôn, cặp đôi cũng đã từng khiến fan choáng váng khi công khai giá trị món quà Công Vinh tặng Thủy Tiên, đó là chiếc đồng hồ bằng vàng có giá lên đến 4 tỷ đồng. Những cưới của đôi vợ chồng cũng có giá trị hàng trăm triệu đồng. Đây là món quà mà Công Vinh dành tặng bà xã sau đám cưới. Công Vinh hào phóng là thế, nhưng Thủy Tiên cũng chịu chơi chả kém gì. Đầu năm nay, nữ ca sĩ cũng khoe món quà mình vừa tặng chồng là chiếc điện thoại Vertu. Theo đó, giá trị thấp của dòng này cũng đã lên đến 215 triệu đồng. Ai cũng phải hốt hoảng trước danh sách quà tặng của cặp vợ chồng đình đám này.